Chạy nhẹ. Đây à. Ui nhiều thế sao lại nhiều như vậy được nhỉ? Ui. Cá cơm này. Nó nhỏ nhỏ như đây, con này nó bơi bơi nhiều. Ngã này đi chân gà ngã vào cái sườn kia. Ở trên nhà này á? Ở đây cái sườn này đúng đây sân này này. À, chỗ bọc 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 cái nhà gì? Nhà. Nó mới đập vào cái cây gỗ đập vào đây. À. Thế là nó mới đau thần kinh. Cá nha. Ừ. Chào. Lâu lắm rồi gặp chú Lợi nhá. Ừ. À. Chú là anh em nào đây? Hả? À? Anh nào đây? À, Dính. Anh Dính. Anh gì? Anh gì? Lính. Lính. Con chào các bác nha. Vâng, chào các bác. Anh chào Hoàng Hiền. Vâng. Cháu hôm nay đang đứng ở địa phận ở xóm Chạy Mới. À. Của xã Thượng Đình. Vâng. Chào các bác. Đi đứng. Đang xuống thăm. Đứng ở đây nhìn được nhà chú không? Vâng, đây nó cánh của máy thẳng đây nhà cao tầng lên đấy còn khoảng độ 1000 mét nữa mà. Nhưng mà nếu đường chim bay đây ra nhà chú cũng gần đấy nhỉ? Ngay đây, ngay khu bên này. Hơn 1 km. Hơn cây số đúng không? Hơn 1 km, 1500. À. Đấy. Nhưng mà cách đò ra này đi nó hơi vất thôi. Ừ. Chứ còn thẳng đường chim bay này đây nhà ông Tú thôi. À. Thẳng cái đường nhà ba tầng kia nào lên thì có độ khoảng 700 mét thôi. Nhưng mà đường mòn ở xóm này vẫn phải qua đò. Qua đình ở đấy nhà chú đúng không? Đấy, qua đình là đến như thế. À. Chú là hôm qua họ xét hộ nghèo à? Qua họ bảo nhà để họ vào rà soát hộ nghèo. À. Chấm điểm. Chấm điểm. Chả có cái tòa gì. Người đâu? Cái bí thư chi bộ mới trưởng thôn mới cái ban rà soát của xóm nó bầu lên đấy. Xong hết rồi cái gì? Xong hết rồi. Thế nào, kết quả nào? Kết quả chú vẫn thế thôi. À. Nghèo truyền kiếp. Nghèo nhìn cả nghèo truyền thống à? Lọ sang năm kia. À. Có cái gì đâu. Chú xính là nghèo bền vững rồi. Thế này người ta hỏi về thế nhà vệ sinh ở đâu? À. Cháu không có nhà vệ sinh. Kia cả cháu bú chuối gì bờ ao kìa. À. Không có. Thế giếng khoan mà cháu không có giếng khơi đây từ các cụ để lại từ năm 63. À. Cháu không có giếng khoan. À. Thế bảo thế ăn nước ở đâu của cháu lên đứa cháu ở trên này xin. À. Cháu muốn mình muốn hôm mình xách một cái xô sơn. À. Về là ăn nước ăn còn ăn cái giếng của chú về không ăn nữa à? Không ăn chỉ giặt rũ mới rửa thôi. À. Cái giếng khơi ấy ngày xưa nó nụt này này. À. Thế nó ngấm vào không có hóa chất xử không ăn được. Giờ là toàn xin nước thôi. Xin nước ăn đấy. À. Dưới đấy chỉ tắm mới giặt thôi. Vâng. Giếng khơi chỉ tắm giặt. Vâng vâng. Một cái giếng khoan được khoảng bao tiền nhỉ? Nó khoảng độ 10 triệu cả máy cả ống. Đến 10 triệu? Đến, hôm ấy ông ở bên cạnh ông khoan ông khoán thẳng ông bảo là có nước thì ông trả tiền cả máy cả ống thì đâu hết 10 triệu. 10 triệu. Ừ. Thế nhà anh Đông được bác Kiên bác khoan miễn phí cho rồi. Đấy. Sướng. Đúng nhỉ. Đúng không? Có giếng khoan dưới. Cho nhà em đi chạy nước. Uống nước thoải mái à? Ừ. Như chú Sính kia mà bảo là kiếm tiền mà khoan giếng hay đâu tiền? Lấy đâu có tiền. Đúng không? Đúng rồi. Thôi đành cái giếng khơi đấy cứ tắm giặt với rửa rau rửa bát thôi. Vâng. Thế còn ăn thì một mình thì lên xin giếng khoan nước khoan của đứa cháu ở sau nhà nó có giếng khoan. À. Xách một hai xô về ăn một hai ngày. À. Mỗi mình. Bây giờ khoan giếng này hơn 10 triệu lấy đâu tiền? Vâng. Không có tiền. Giếng này còn máy này còn vòi nữa. Vâng. Đấy cái bể tét nước nhựa này người ta cho rồi đấy, hộ nghèo người ta cho rồi nhưng mình không mấy chịu. Vâng. Có tét rồi đúng không? À. Nhưng mà chú hút cái nước lên thì nước đấy chỉ tắm thôi chứ làm sao mà ăn tắm được. Tắm giặt thôi, giếng khơi chỉ tắm giặt thôi. À. Rửa rau thôi. Chứ còn không ăn được cái gì. Máy nước giờ mà tiền đóng tiền điện còn chết thì... Đấy. Đúng không? Nói chung là chú Sính bây giờ chia sẻ các bác là chú ấy không làm gì cho tiền. Đấy, nên là bình thường thì có nhặt ve chai nên là sức khỏe thì yếu. Đi lại là khó khăn, chưa nói là đi làm mà kiếm tiền nên là rất là khó khăn. Nước nôi nó sắm cái bao tải đấy mà cháu lúc chú Hiền gọi điện là chú lại khoác bao tải đi đến bến sông nhặt ve chai đấy. Nhặt ve chai. Nhặt ở bến nào? Bến trên kia từ đây cách đây là hơn cây. À.
Mỗi ngày đi được bao nhiêu tiền? Ăn dê rẻ không, có 3.000 cân mới đi 2 ngày mới được 5-6 cân. 2 ngày 5-6 cân? 2 ngày mới được khoảng 30.000. Đấy. 2 ngày. Đấy. Đây chú cháu mình dép này bây giờ nó 13-14.000 đôi, đi rách cả đôi dép còn không đủ tiền mua dép ấy. Nói chung là không ăn thua đúng không? Vật nam nhục. Thế đi xuống kia xem cái. Đi. Chú đi được không? Đi xuống xuống đây. Đi được không? Đi đường này. Đấy. Có bà cái đi được không? Đi được. Thế đi. Đi trước. Cứ đi chậm này đi tốt. Từ nhá. Hôm nay thì cháu đưa các bác cùng với cháu và chú Xính và anh Đông tí hon lên thăm nhà chú Lợi Cô Đơn. Đấy, cũng rất là lâu ngày rồi cháu chưa lên thăm nhà chú Lợi Cô Đơn. Đấy, cũng có rất nhiều bác là muốn thăm lại vậy mà chú Lợi Cô Đơn thì dạo này làm ăn ra sao, sức khỏe của hai mẹ con như nào. Đấy, chú Xính và anh Đông thì cũng muốn thăm chú Lợi. Thì đi qua đây thì khu vực đây thì chia sẻ các bác là sông Cầu. Đấy, và trước đây thì cũng là một cái mùa nước cạn của năm ngoái và năm ngoái nữa thì cháu cùng anh em diễn viên điện ảnh thì hay đánh cá ở khu vực này. Đấy, thì hôm nay thì đi qua đây thì chú Xính anh Đông đi hon này nè, có bảo là Hoàng Hiền ơi xuống xem là có cá bống không. Đấy, để hôm nào nè tổ chức cùng anh em diễn viên điện ảnh là cháu thuê Tấn Ngã nhá, cháu thuê đồ cho anh em, cô Toán đi hon, cô Dự đi hon, anh Đông đi hon đánh cá về ăn mới bán. Nội sang bên kia không, xuống bờ sông để xem có cá không là được rồi. Ai nội đến gì, chỗ này chú nội được không? Được. Đó, đi nào, sắn quần ở lên đi, hơi khó nhở. Chú Xính là một bên trái là bị hỏng cái bên trái nhỉ, chân trái tay trái, cả người bên trái chứ. Sẵn sàng em. Đông thì con bé rất nhanh. Mình to cao nhưng mà hơn thua. Yếu. Rồi nhắm vào cái mảnh xanh ấy. Đây à. Anh em mình cặp đôi hoàn hảo đây. À bác đó. Rất anh đấy. Cặp đôi hoàn cảnh. Hai anh em ta dìu nhau. Dìu dắt nhau lên. Ấy ở luôn. Kéo đi không ngã. Dìu dắt nhau lên. Ấy ở luôn. Cạn lắm rồi. Này là cá rất nhiều đấy. Cá bống là nhiều, là những cái chỗ mà nó có giờ. Chú Hiền này. Đây cá tép ui này. Nhiều. Nhiều rồi. Ui sao nhiều thế nhỉ? Nhiều lắm. 4-5 giờ mà kéo thì thôi. Ngày nay mà thiên giòn quấn lá nốt chấm từng gừng. Đúng rồi. Cát hạn thì phát ngọc nhà. Đông lại lấy chỉ buộc lưỡi. Ui. Nhưng mà chú Hiền ơi. Dạ. Cái lưới đấy thì có, nhưng mà những cái lon bia mới sỏng sảnh như bây giờ chú có thấy ai đánh đâu. Đánh này hoặc đánh như kia đây. Trên đây có người đang đánh nhỉ? Ngay đầu trên nhỉ? Đúng rồi. Ui nhiều lắm các bác ạ. Đấy nhiều lắm. Ui nhờ. Nó như mưa bác ạ, nhìn được, các bác nhìn được không? Đây. Đây. Cá bống ấy. Cá này. Bống ta bống cơm đấy. Như mưa luôn. Ăn đúng là tuyệt hảo luôn. Cá ui sao nó nhiều như vậy nhỉ? Rau đồng cá sông. Đây, nó nằm dưới nước, nó không chạy đâu. Không chạy nhỉ? Ui, nhiều thế sao lại nhiều như vậy được nhỉ? Nhỏ. Ui. Cá cơm này. Nó nhỏ nhỏ như đây, con này nó bơi nhiều. Nhìn đục quá nhỉ?
Ui, ui, chạy này. Ui, chạy. 100.000, 150 cân đấy. Ui, đông này. Ui, các bác ơi. À. À. Ui. Ui, chạy. Cực nhiều quá. Nhiều quá. Này đánh ngay mới được. Nhiều lắm. Con lên đi. Di chuyển lên đánh sau. Căng hai bên kéo hai đầu ơi. Cả nó nghe tiếng kêu nó lao vào ấy. Dắt anh cho chú sinh em ngã. Có cái chống queo. Ở đây gãy đấy. Hả? Đấy. À được. À đấy. Đấy. Quá nhiều cá luôn. Nước nó vừa rút hẳn. Chưa nhiều người đánh. Không kéo tầm này nó mới ấm chứ. Tối lạnh lắm. Nắng cái này. Nắng này kéo mới ấm. Thế ai kéo? Đầy diễn viên điện ảnh chứ gì. Chú có mà kéo thâu. Hả? Chú kéo thâu. Chú chỉ được quan sát thôi. Đội Toán đi Hoan mới được bà Dự kéo hoang lắm. Đánh mầm. Người ta bảo khỏe hai. Sáng hai đôi mắt, khỏe hai bàn chân. À. Thế bây giờ chân mình hỏng một chân. Tay hỏng một tay. Hỏng hết rồi. Nhập. Ừ. Ô, vứt. Vứt. Chú Sứng này lần đầu là chú Lợi ấy nhỉ? Đúng rồi, lần đầu. À. Còn mỗi lần tuần sang nhà anh trai. À. Em à. Ăn lại không? Cầu đã chín rồi này. Ăn lại không? Cầu đã chín rồi. Mới lần lên cầu xanh rồi, nay đã chín rồi. Đi qua 2 năm đi qua thì thấy xe rồi. Xe ở đâu? Đi trên này trên cổng đồng vào. Đi thấy xe đấy, xe làm đi. Chỗ nào? Đi lại vừa đi qua rồi. Vào nè. À, mỗi bà thôi à? Vào hỏi anh chú Lợi đâu? Vào nhà bà. Câu này câu nùn nhưng mà nó không có hóa rồi. À. Vào nhà bà ơi. Vâng, vâng chào bà. Chào bà nhá. Vào nhà bà. Con đồng chí con. Bà bị ngã. Ngã như nào? Ngã nên đau ở chân thì không đi được. Bà. À. Đau ở chân. Bà ngã bao giờ? Đau chân quá. Ngã hôm nay là 4 năm hôm rồi. Nhưng mà có ảnh hưởng cái xương sẩu gì không? Không. À nó chỉ phần cơ phần mềm thôi gì. Thần kinh, dây thần kinh. À. Bảo cái chú nó nặng cho chú thì bảo là xương thì xương kia không việc gì. Thế là tốt rồi. Chỉ có dây thần kinh thôi quá đây. Nó chỉ ấy, nó chỉ đi được. À. Nó đau. Nó đau mà nó không đi được. À. Nó ngã nghiêng vào kia, nó đập vào cái xương ở đây. À. Đấy. Chú là ai? Con á, con ở bên làm cúng đoàn kết cơ. Thế à? Vâng. Con thì cũng hoàn cảnh bệnh tật, con là xính. Đấy, tai nạn đây con cũng mất nửa đầu đấy bà. Thế à? Vâng. Ở tận bên cúng mà. Vâng. Thế còn kia là đâu? Đây là chú Hiền. À, chú Hiền. Bà không nhận ra con nữa.
mắt chả nhìn thấy gì. Không nhìn rõ nữa bà? Bây giờ mờ lắm rồi. À. Thế bà có nhận ra chú này không? Hả? Nhận ra chú bé bé này không? Có nhận thì cái chú này nó cười thì nó thấy, thì nó thấy để biết. À. Như chú hiền ngồi đấy không nhìn rõ. À. Ủa bà mất kém rồi. Lời nên bà năm nay tám mấy rồi? 86. 86 rồi, vâng. Quay giờ lời nó đi thăm khoai chắc nó cũng sắp về. Thăm khoai ấy bà? Người ta cho khoai tây nó rồng. À, bãi đâu bà? Bãi ở cái ngoài cái chỗ mà rêu mẹ mạ mỗi khi. À, bà rêu mạ à? Bà rêu mạ, thế con đang đi qua thật? Ừ. Ừ. Bây giờ đi ăn thì chết xa. Ừ. Này vào chung thì chết người, đi chết xa luôn. Ừ. Con thì chết xe rồi. Nhìn thấy xe, vâng. Đi qua đấy à? Vâng. Thế không biết nó xuống dụng khoai nó đi đâu? Chúng biết rồi. Thông khoai. Nó thông khoai chân đã lên kìa. Thế bà là ngã ở đâu? Ngã hay đi chân gà, ngã vào cái sườn kia. Ở trên nhà này á? Ở đây cái sườn này, đúng đây sân này này. À, chỗ bọc 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 cái nhà gì? Nhà. Ừ. Nó mới đập vào cái cây gỗ, đập vào đây. À. Thế là nó mới đau thần kinh, nó giãn thần kinh. À. Cái chú nó nặn thuốc nam cho nó bảo xương hóc không việc gì. Thế là đó. Tốt rồi đấy. Vâng. À, tám mấy rồi, xương bây giờ không may mẻ xương, cái xương là khổ lắm đấy. Vâng. Già xương nó giòn. Giãn dây thần kinh thôi chứ còn cái xương xấu không. Cứ bảo là phần mềm. Vâng. Nó đau vài hôm thì xong nó bà xoa, chịu khó xoa dầu vào. Thế cháu nó đi mua cái thuốc thần kinh cho thì uống thấy đỡ đỡ rồi. Vâng. Mua cái vỉ thần kinh cho uống mà. Thế bà có đi được nữa không? Hả? Giờ có đi được không? Đi chỉ đi thì thôi, đi mạnh không đi được. Chống cái gậy bà. À. Làm cái gậy. Con phải chống gậy lên, vừa dưới kia lên, con phải chống cái gậy lên. Chân nó yếu không đi được. Con ấy chân tay bên tay trái, nửa người bên trái này kiểu tay lạn lên, kiểu như bị liệt ấy. Thế cứ phải đi phải chống gậy. Sáng sớm thì nhất dép ấy. Nói không nói được, đi nó khó lắm. Rét quá là lâu tối. Lâu hôm nay chú Hiền mới lại lên. Vâng. Tôi ngã như thế là 5-6 ngày nay không đi được rồi. À. Đây cái gậy của bà đây, lúc nào phải để đầu giường này này. Đấy gậy cứ để đầu giường ấy, dậy phải có cái gậy luôn. Có gậy về thì tính đi được gì. Người già rồi là chân tay yếu rồi. Ba bảo lại nó mua cái bóng ngủ thắp sáng, như tối hôm nay đi ra vướng cái bàn cái ghế này ngã lại khổ. Có cái bóng, bóng sáng ấy, bóng to quá thì lại không ngủ được, cái bóng ngủ ấy. Ừ. Đấy, có mấy oát thì thắp cả đêm. Nó thấy xe của nó ở đâu? Ở bãi ngoài này bà. Hả? Ngay gần ở đây rồi. Bà. Không thấy nó vậy. Bà tay này chủ tính, bà tay nó quặp này suốt. Đây, tay bên này, bên này. Ừ. Không bỏ được đâu mà. Đây cái tay này nó quặp suốt. Bị liệt từ cái năm tôi mới có 64 tuổi. Vâng. Nó cảm thấy nó ngã ra thế là cứ thế là nó liệt. Đúng rồi. Đấy, quặp tay biến quặp, mà. Tay biến luôn, nó quặp à? Ừ. Cũng không khác gì anh trai chú đấy. Ừ. Đấy. Bị ông Quân đó. Thấp khớp ấy. Quân thiếu ăn ấy, à. Thấp khớp xong bắt đầu dỗ ông nội đẻ ra bố thì không biết mọi người gấp thỉnh ăn cho ăn cái gì, đêm hôm nó sốt, sưng vù hết xong bắt đầu nó quắp. Co lại hết. Teo luôn hết vào tất cả. À. Bây giờ. Thế lúc bây giờ còn liệt hết cả hai chân xong rồi nặng mái mới đi được hai chân đấy. Thế còn cái tay này thì không nặng. Đã người mà dính vào bệnh thấp khớp ấy, hồng hàn thấp khớp ấy, bầu, thịt ngan, thịt trâu. Cả pháo là không nên ăn, đồng vào đấy. Đồng vào đấy là hỏng ngay. Vâng. Ăn rồi là mệt. Lại đội giày sáng đi cày. Vâng. À. Anh đi cày đâu bà? Cày ở cái ruộng to đấy. À. Thế chiều thì đi giật già đi rụ nếp ấy. Vâng. Vâng. Nó hỏng được có mấy hột khác thôi. Thế là lấy cái giật xuống để nó đốt đi để sau thì cày. Vâng. Vâng. Bà này 86 nhỉ? 86. Thế thì cũng bằng tuổi mẹ con. Thế à? Nhưng mà mẹ con mất rồi. Thế à? Mẹ con mất là 2022, năm 2021. 86 cả tuổi mụ thì Tết vâng. Này người ta mới mừng thọ cho 85. Mẹ con là sinh năm 1944. À thế à?
Thế nó mất 2021. Đây là 79 tuổi. Coi tôi sinh năm 40. Vâng. 40 vàng thế hơn. Năm nay 87, 88 rồi. Cả tuổi sinh ra là 88 rồi. 87. 87, vâng. Bà còn lợn thì bán hết rồi, có lợn gà gì không? Không ạ. Có gà thì không có. Vâng. Bà là không nuôi lợn nữa à? Nó thích nuôi đấy, như tôi bảo nuôi vất vả lắm. Vâng. Mùa này chú lợn chú đi làm cái gì? Hả? Mùa này chú lợn chú đi làm cái gì? Hả bà? Sáng thì đi cày, chiều đi giật dạ về để sau là cày. Thế gà là bà còn bao nhiêu con? Hả? Gà bà còn bao nhiêu con? Con gà nữa. Còn 11 con gà mái thôi. 11 gà mái. Lợn là không nuôi nữa rồi. Lợn bây giờ là không nuôi nữa. Không nuôi, nếu nuôi thì mà không có tiền mà mua. Có nên hỏi bà nó hôm trước thì là bảo là không, con hỏi bà với chú lợn là xem có muốn sơn nhà không để con xin sơn. Sơn nhà để chú Hiền chú xin sơn cho. Muốn sơn nhưng mà lịch cực lắm, không biết có sơn được hay không. Đấy thì con hỏi bà là nếu mà muốn tại vì hôm trước con hỏi bà thì bảo là có muốn sơn, nhưng sau đấy lại bảo là phân vân thì không biết như nào. Thế sơn thì có người sơn hộ không? Con chỉ xin được sơn hộ thôi. Hả? Chỉ xin được sơn hộ thôi. Xin được sơn thôi gì? Vâng, còn sơn gia đình tự phải bố trí người sơn. Chả biết nó có bố trí được người sơn. Đấy. Để cho nó về cái xem thế nào. Vâng. Để thằng Lợi nó về xem thế nào. Cái này cứ muốn sơn để cho nó khỏi mếch móc nhà cửa, mếch móc. Thì con muốn hỏi lại bà thì vì hôm con hỏi bà với chú lợi thì hôm đầu thì bảo là thống nhất là sơn thì để con xin rồi, nhưng sau đấy thì chú lợi thì phân vân cái gì ấy, thì không biết là có sơn hay không. Còn nếu sơn thì con chỉ xin được sơn cho sơn thôi. Còn về bà nhờ con cháu nó sơn cho, chú chỉ xin sơn cho thôi, con này nhờ con cháu nó lăn sơn cho. Lăn xiên sơn người ta lại bảo là phải cạo hết những cái này. Không phải cạo. Không phải cạo, lăn thẳng lên thôi. Không phải cạo đâu. Lăn trồng lên thôi. Không phải cạo đâu, chỉ quét bằng nhện thôi. Quét nó sạch đi xong một lăn là quét sạch đi xong cứ thế sơn vậy. Vâng, nó sáng thôi. Chứ cạo ra bằng cái này nhà bà cạo ra bong vữa ra luôn. Quá như thế. Lại còn quá chết. Ngày xưa xây đây đọc vui cát không ấy. Giờ cạo nó hỏi cái này cạo chắc bong là bong vữa. Chân này lấy đâu từ kinh phí. Chết. Chân nhà này mấy chục triệu luôn. Nếu chân nhà lại nhà này. Quét sạch bằng nhện nó còn lăn luôn, sơn luôn. Nhờ cháu lăn cho buổi sáng này xong rồi này 30 mét vuông bao nhiêu? 2-3 người lăn buổi sáng là xong ấy. Buổi sáng. Không, mình chú lợi chú tích cực lăn 1-2 ngày. Lại nó có tay nghề thợ xây đây, nó làm sơn thợ xây nó làm tốt đi. Nó làm thợ xây nhưng mà nó chỉ có đi theo người ta đánh vữa thôi chứ nó không biết đánh xây sóng gì đâu. Nói chung là lăn thì lăn được nhưng hơi chậm. Nhưng mà nếu mà lăn thì vẫn lăn được. Như cô Dự như cô Toán là lăn được. Nói gì chú Lợi. Anh Đông anh còn lăn hết nhà, lăn cái cổng cái này. Sơn đẹp sáng bóng này. Đông á. Anh này tự sơn nhà, tự lăn cổng ấy mà. Sơn nhà. Bóng váng luôn. Con lăn hết ở trong nhà xong rồi lăn vào cổng. Ghê quá. Hôm nào thằng Lợi nó có sơn thì lên sơn hộ nhé. Vâng. Lên sơn hộ tôi phải nấu cơm cho. Hỏi bà có thịt gà cho ăn không? Có. Bà có thịt gà à? Nhưng mà bây giờ có phải hỏi chú Lợi nữa không hay là để chốt luôn để con xin? Thế nào? Có phải hỏi chú Lợi nữa không? Phải ăn gì không thì không bị đạn gì à, để chú Hiền nó xin nó. Có nghĩa là bà đợi cháu nó về cái xem thế nào chứ tôi thì tôi ngơ ngẩn, tôi không biết quyết định đâu. Vâng vâng, thôi được rồi. Thế thì để con chạy ra ngoài kia, nếu mà gặp chú thì con hỏi luôn. Còn nếu không có thì bà bảo chú ý xong rồi xuống trao đổi lại với con nhá. Cũng bảo lại con một câu thế là có sơn hay không, còn đấy mà sơn gì.
Lại cái sơn trắng này trên nó phải lấy sơn trắng cái gì? Vâng, thế thì bảo chú ấy nếu mà nếu mà sơn thì báo lại con nhá, xuống nhà con hoặc bảo cô Thuận cô ấy nhắn tin cho con là được. Tôi nó vật xong ấy ra đến ngoài mà lâu thế. Chắc chú ấy này cắt cỏ ăn mon nó thứ gì nữa ấy. Cắt mon làm gì? À bây giờ nó không phải nuôi cho lợn nữa nhỉ? Nuôi lợn cắt mon. Cắt cỏ cho bò. Bà vẫn có hai con bò chứ? Bò còn không? Còn này đâu, còn mẹ nó gầy lắm. Thế còn con nó còn không? Con bò con thì cái con mẹ ngoài kia nó bán để con 5 triệu. 5 triệu rồi à? À. Bò nó không phải của bà đúng không? Hả? Bò không phải của bà đúng không? Hả? Bò nó không phải của bà đúng không? Không. Bò con mẹ ngoài kia nó bán. À. Bò là chú lợi chú mượn ở chăn thôi các bác, để lấy bò cày thôi. Đấy. Cái còn cái cày để cày. Thế thôi đi, cho mình ra kia tí. Đi. Thế bà nghỉ đi nhá. Con ra xem chú lợi ngoài kia không thì con hỏi chú ấy. Còn nếu không có thì bà bảo chú ấy trao đổi lại với con nhá. Xem là có sơn hay không thì báo con để con xin sơn cho. Bà cứ nghỉ không phải ra đâu, có năm cổng cho. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Vâng. Con không đóng cho. Lâu lắm rồi, phải mấy tháng rồi chưa lên này anh Đông nhỉ? Cau xanh rồi, giờ cau chín rồi. Đóng hộ bà cái cổng. Hả? Câu cá. Ừ. Hôm anh chỉ bảo là hôm bài gì bằng nhận nên anh đi. Đã anh câu cá rồi. Câu cá. Ừ. Chạy ra đầu câu cá không có. Đi một vòng thì không thấy đâu các bác. Xe không thấy đâu, nãy thấy ngoài đồng này nhưng mà giờ mất tăm hút rồi. Không thấy có động tĩnh gì. Chú lợi này là 4.0 là không biết. Không có điện thoại chứ thì là không gọi được. Con người không số rồi. À. Như chú Sính thì còn có 4.0. Số. Alo bác ơi. Biết đang ở đâu? Người số. Tôi sẽ vào nhà ông tìm thấy thì gọi điện. Làm cá nha. Ừ. Chào lâu lắm rồi gặp chú Lợi nhá. Ừ. À, chú là anh em nào đây? Hả? Anh nào đây? À, Dính. Anh Dính. Anh gì? Anh gì? Dính. Lính. Anh Dính. À? Dính. Dính. Ừ. Dính. Dính cô đơn. Dính cơ đơn. À. Đi đâu về? Đi thăm khoai tây. À. Khoai tây á? Ruộng. Bãi ở đâu chú? Bãi rau mạ trước ấy. À cái bãi gần đường to kia gì? Ừ. À rồi. Lên chưa chú? Lên rồi. À. Chưa được đẹp lắm. Trồng được mấy tháng rồi? À. Trồng chưa được tháng. Chưa được tháng. Ừ. Lên đấy. Lên được đấy. Hôm nay cháu đưa chú Sính Minh Đông lên thăm chú. Ừ. Vừa vào nhà nhưng mà không thấy có ở nhà. Thế bà bảo đi ra bãi khoai tây thì chạy ra xem. Ừ. Y rằng đang ở đây. Đấy. Thế cháu hỏi chú vừa trao đổi bà rồi. Thế là chú có muốn sơn nhà không? Có. Chốt lại đấy để cháu xin sơn. Có. Muốn sơn nhà gì? Ừ. Chắc chắn nhá. Ừ. À. Thế chú muốn sơn màu gì? Sơn màu trắng thôi. À. Màu trắng tinh nhỉ? Được rồi, thế cháu xin cho chú sơn nhá. Ừ. Nhà chú cho 3 thùng. À. 3 thùng. Chưa đến hết 3 thùng đâu. Hả? À? Không hết là 3 thùng hả? Chắc không hết đâu. Không hết đâu. Cả trong buồng nữa hết không? Đấy, cả buồng ấy. 2 thùng thôi à? Lót 1 thùng mới sơn 1 thùng. Lót... 2 thùng. Nó cũng chỉ khoảng độ 27 mét vuông như bao nhiêu. Ờ. À. 2 thùng. Tại nhà chú Lợi cái tường còn đang cũng có cái vôi sẵn hay sơn ấy.
Trước là sơn lên vôi. Sơn còn phải đánh trước. Đánh cái gì? Không phải đánh. Cái đấy chỉ quét bằng nhện. Chú quét bằng nhện thôi. Đánh cái gì? Đánh sơn cho nó bền hơn. Nhưng mà cái việc cái quan trọng là cái tường nhà chú nó có phải là tường chắc đâu. Chú đánh thì bong cái ra vữa ra. Quét hết cái mảng nhện. Ừ. Là nan nan là được. Lót một lượt xong bắt đầu sơn trắng luôn. À. Đấy, hai thùng là thoải mái. Thế hai thùng nhá. Hai thùng. Đúng không? Đủ. Đấy. À. Lót một thùng mới sơn hai thùng là quá đẹp. Như nào? Tức là quét sạch bận nhện xong sơn lót. Ừ. Một lượt xong bắt đầu mới sơn luôn là trắng luôn là hai thùng. Hai thùng. Là xong. Nhà cũng hẹp ấy nhỉ? Nhà hẹp thế thì cũng như nhà chú nhưng mà nhiều lắm. Ờ. 27 mét vuông. À, chén này được xin nhà ấy đấy. Xin nhà gì? Xin nhà nhà nước tiêu chuẩn cận nghèo ấy, hộ nghèo ấy. Xin nhà trột nát. Chưa có chương trình hết năm 2025 thì nó mới xóa nhà tạm nhà trột nát. Ừ. Thôi tóm lại cái đấy để cái đấy nhà nước thì tính sau nhá. Nhưng trước mắt bây giờ là chốt lại là sơn màu trắng thì. Ừ. Sơn màu trắng cho nó đẹp. Trắng tinh hết thì. Ừ. Rồi ok, hai thùng. Ừ. Hai thùng nhá. Ừ. Rồi ok. Chú giờ này không nuôi lợn nữa à? Không. Chỉ chăn gà thôi. Chăn 11 con. 11 con gà. Chăn gà bàn nào để cho một con gà trống. À, để làm gì? Để nuôi trống. Nuôi trống à? Cho nó có đẻ trứng này. Để sau mình ấp rễ. Nhưng mà trứng là gà trống là không còn con nào nữa à? Không. À. Cần vừa một chén nữa là đủ con gà trống bàn nào thôi. Làm gì? Vừa cho bà bữa nữa là đủ con gà trống. À giờ chú làm bừa thuê à? Đi cày bừa thuê à? Không. Bà thế... bà bừa thì bừa. À. Bừa bò bà luôn. À bừa cho bò lầu cái gì? Bà lầu. Thế có bừa thuê ở nhà khác không? Nhà khác bà thì hàm. Nhưng mà có làm nhà nào không? Từ đầu vụ là làm nhà nào chưa? Chưa, cứng lắm. Ừ. Vậy giờ họ thuê mới cày hết. À, đúng rồi. Thì mới cày không cày được, tức là đất nước khô cằn này cày được, cứng lắm, mấy cày mấy phay nó có mưa mấy cái đầu nó sắn rồi nó cứng rắn. Không, cũng mưa xuống là cày dễ thôi. À. Thì vì bây giờ mình cày bây giờ nó hanh hơi cứng. À. Kể ra gậy dần cũng gậy được. À. Chú gậy gần hết hai xào rồi đấy. Hai xào cơ à? Gần hết hai xào gần hà đấy. Ruộng nhà chú á? Ừ. À. Cứng còn hai luống đẽo mị. Vâng. Ít kia chú để lại. Vâng. Hôm nọ cháu mổ lợn lên mời nhưng không đi xuống. Chú ghét rồi. À mượn cá hay bà bảo. Bà bảo chú bận quá không xuống được. Tới cá rồi. Không cho đi, được. Không cho đi à? Không xuống được. Bận quá. Về nhà nhiều việc nhỉ? Dạ, ít thôi. Vâng. Thế sáng chú làm gì? Sáng đi cày ngằng. À. Và ở nhà vừa ngã vừa rồi con khỉ. Cày không và cơm cháo. À. Cũng vất vả. Vất vả. Tại sao ấy? Chú tưởng ruộng làm nhiều. Thôi được rồi, ok. Thế chốt lại là xin sơn màu trắng nhá. Ừ. Được rồi, để cháu trong liên hệ xong thì xin cho chú. À. Ừ. Thôi bây giờ thì cháu mới chú Xính Minh Đông về đã. Nhá. Ừ. Hẹn gặp lại chú sau. Ừ. Mời cháu kết thúc video của mình ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Gặp nhau sau nhé. Con chào các bác nha. Chú Lợi gặp chú Lợi rất vui. Chú Lợi này bác nào giúp cho làm cái hàng tiền đạo đi rồi đẹp trai không?